Đúng vậy, hình ảnh đơn dương vẫn sâu đậm, rõ ràng trong lòng của mỗi người anh em chúng tôi. Nhóm thân hướng Tennis Evergreen, vùng trung ấm hoa vàng, miền Bắc Cali, nơi còn được gọi là cái nôi yêu thương của người Việt xa quê hương. Bởi anh thoát ra cái khí khái của kẻ trượng phu khi gặp nghịch cảnh. Bởi anh thể hiện cái lòng thật thà, trung thực, cái tính khiêm cung, thêm sự hòa đồng, giản dị hiếm có ở một con người nổi tiếng. Một thời vang bóng, bởi anh luôn thể hiện sự đồng cảm trong tình thân hữu, sự chia sẻ ngọt bùi, nhưng nhận chịu hy sinh thiệt thòi cho riêng mình để khỏi phiền hà đến ai. Bởi anh trong bề ngoài luôn lạc quan vui vẻ, yêu đời, nhưng bên trong là cả một trời vua, sống với nội tâm mình, tìm mọi cách thích ứng với cuộc sống hiện tại và thích nghi với mọi hoàn cảnh.